Thì hôm nay là sáng thứ 7. Hôm nay là mấy tây rồi ta? Hôm nay là 5 tây tháng 9. À đúng rồi. Hôm nay là ngày khai trường, khai giảng năm học mới của các bạn học sinh. Hèn chi sáng nay mình nghe trên đường, nghe em nhỏ chạy nô nức đi từ trường. Rồi thôi, quay lại chủ đề của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ soạn ra 15 cây mỹ hồng giao cho một vị khách ở Bến Lức, Long An. Thì đây, 4 cây, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, đủ 5 cây. Wow, có con sâu. Có con sâu này các bạn ơi. Đủ 15 cây. Wow, không được. Không được giết chú sâu. Khều chú sâu này xuống mới được. Có cái cây nè, khều xuống. Xong. Wow, rớt xuống rồi. Bự bự cao cao hơn thì đổi cho khách, cho khách trồng mau lớn để mình kiếm cây nào bự hơn, đổi cho khách, khách trồng mau lớn. Cái này to hơn. Còn cây nào mà không được đẹp lắm thì mình chừa lại ở đây mình dưỡng, là mai mốt nó vẫn cao lên, đẹp lên, vẫn bán được như thường, không sao hết. Mình lựa cho khách thì ưu tiên cây tốt. Khi nào nhỏ nhỏ hơn mình đổi lại, chứ đâu có lựa cây xấu đâu các bạn ơi. Đó, đủ 15 cây. Để lại. Rồi, vậy là đã đủ 15 cây giao cho anh chợt ở Bến Lức, Long An. Trong này mình còn
mấy chục cây nữa. Rồi ở cái dừa ở trên kia mình để ở trên anh mình cả ngàn cây nữa. Bạn nào mua cây mỹ hồng mà cây con này thì hãy comment bên dưới giúp mình. Hiện tại thì bên mình còn mỹ hồng mấy cây con này chứ loại cao 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc thì hết rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ chụp một tấm hình làm thumbnail nha. Giữ màn hình. Và tiếp theo là mình sẽ lựa 5 cây cho anh Hồng ở Châu Thành, An Giang. 5 cây. Cây nữa. Năm. Rồi. Đủ 5 cây. Đếm lại một lần nữa. 1 2 3 4 5. Đây, anh Hồng ở Châu Thành, An Giang đặt 5 cây. Ok, đây vậy là được 3 cây cho anh khách ở U Minh, Cà Mau. U Minh, Cà Mau chứ Kiên Giang ta. Nói chung là 3 cây. Một đỏ lá trung, một trắng lá trung, một mỹ hồng, 3 cây. Một cây mỹ hồng, một cây đỏ lá trung, một cây đỏ lá trung, một trắng lá trung. Cây này cũng trắng nè, trắng lá trung. Chung cái lá quấn quấn. Một cây trắng. Một cây trắng. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn. Mình review chọn ra 15 cây mỹ hồng con này giao cho anh Chợt ở Bến Lức, Long An. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh và cũng như xem hết video. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Và đặc biệt là chúc các em học sinh có một ngày tự trường thật là vui vẻ, nô nức bên thầy cô và bạn bè. Chúc các em học giỏi, học ngoan để thành người có ích cho xã hội. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.